Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn cách để làm một cái ổ cắm điện bình thường các bạn nhé. Bình thường không có gì bên trong nhé, mà trở thành một cái ổ cắm điện có thể sạc được điện thoại, sạc cho sạc dự phòng, loa Bluetooth và tất cả các thứ mà dùng tới điện 5V các bạn nhé. Bởi vì mình có lắp thêm một cái đồng hồ báo vốn và báo dòng sạc. Vốn là màu đỏ này các bạn, dòng sạc là màu xanh. Cái bó này chỉ mua trên mạng 25k, rất là rẻ luôn các bạn nhé. Và các bạn có thể có được một cái sản phẩm rất là ưng ý. Lát nữa mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm cụ thể nghe. Nhưng bây giờ trước hết mình muốn giới thiệu các bạn cái cách để sạc như thế nào đây ha. Bây giờ mình muốn sạc cái điện thoại này cho anh em xem nha. Hai cái cổng sạc là mình đã thiết kế ở bên này nha. Mình cắm vào, anh em chú ý xem cái dòng của nó nha. Rồi, điện thoại đã ăn dòng sạc 1.7. Bây giờ nó lùi về 1.0, 1.2. Nó liên tục thay đổi theo cái tính chất của cái điện thoại này các bạn nha. 2A các bạn. Các bạn thấy hiệu quả không? Rất là hiệu quả luôn nha. Khi cái điện thoại này hoạt động thì nó sẽ dòng sạc nó mạnh hơn các bạn nha. Bây giờ mình cắm thử qua cái cổng sạc thứ hai, bởi vì mình ở đây mình thiết kế hai cổng sạc các bạn nha, cổng nào cũng sạc được hết nhá, cũng là 1.12A. các bạn thấy có hiệu quả không à? Bây giờ mình sẽ cắm thêm một cái cổng sạc nữa để cho các bạn thấy nó hiệu quả như thế nào các bạn nha. Rồi các bạn sẽ thấy mình cắm thêm một cái máy nữa các bạn nha, hai cái máy này. Bây giờ mình cắm cổng thứ hai này, quan sát các bạn, 2.7 lùi về 1.6 này, tùy theo cái mức độ ăn của cái điện thoại. Tổng cộng bây giờ là 1.7A là cả hai điện thoại các bạn nhé. Ở đây mình muốn giới thiệu các bạn là không chỉ sạc điện thoại, nó có thể sạc được rất là nhiều thứ. Và cái ổ cắm điện này nó có thể để ở trên bàn làm việc của các bạn và rất tiện lợi các bạn nhé. Bây giờ nó có thể là hoạt động liên tục ngày và đêm. Sở dĩ ở đây nó có thể hoạt động được là vì mình tháo cái này ra để quan sát bên dưới các bạn. Vì mình đã thiết kế bên trong này một cái cục sạc Samsung 2A các bạn, và một cái đồng hồ đo. Mình sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cái Sima để các bạn lắp nha. Còn các bạn mà muốn lắp thì hai ổ cắm điện này các bạn nên giữ lại để có thể vận dụng điện bình thường cho laptop hoặc là màn hình hoặc là các thiết bị khác như là quạt máy. Và ở hai cổng sạc này các bạn dùng để sạc cho điện thoại, cho loa Bluetooth, cho tất cả các thứ khác như là đèn các bạn nha, chứ không phải là chỉ riêng sạc điện thoại đâu nha. Ở đây mình chỉ sạc điện thoại để cho các bạn cảm nhận được cái mức độ quan trọng của nó thôi nha. Bây giờ mình sẽ sạc các thiết bị khác các bạn nha. Bây giờ mình sẽ sạc thử cái đèn pin mà mình đã chế một cái cổng sạc ở đây các bạn nha. Đó, dòng sạc bây giờ là 1.4A. Đèn báo đỏ ở đây các bạn nha. Mình tháo ra các bạn xem này, nó tắt báo đỏ này. Bây giờ mình cắm lại các bạn nha. Đó, 1.5 rồi này. Đây là mình đang sạc cho cái đèn pin các bạn nha, đèn pin các bạn nha. À, các bạn thấy cũng là hiệu quả ha. Cái hay của cái ổ cắm điện này đó là kiểm soát được dòng sạc này bao nhiêu, và mình hiểu được cái pin của nó đang ăn dòng bao nhiêu, mạnh hay yếu, gần no hay là đang còn yếu điện. Giờ mình sẽ cắm cái loa Bluetooth này các bạn nhé. Loa nhỏ thì nó sẽ ăn dòng nhỏ nha. Mình sẽ thực hiện cho các bạn xem này. Mình cắm dây sạc và đưa vào xem nó ăn dòng bao nhiêu các bạn nhé. Đó, dòng đúng là dòng nhỏ 0.5, 0.6, làm cho là 0.6A. Đang sạc các bạn nha, đèn xanh báo này. Bây giờ mình nhổ ra là nó tắt cái đèn xanh này ha.
lại cắm vào các bạn. Thảo cộng sạc là 000 A nha các bạn. Chấm vào, nó là ăn này này. Đó. Giờ thì là cùng lúc cắm cái loa Bluetooth và cùng lúc cắm cái đèn pin thì xem như thế nào, dòng tăng lên 2.2A liền ha. Rất là hiệu quả luôn, nhìn là biết liền các bạn nha. Bây giờ mình sẽ muốn giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bạn là cách làm cái ổ cắm điện này như thế nào nha, cùng với sima của nó các bạn nha. Tiếp tục các bạn, cái đồng hồ đo dòng mà đo vôn này có mã của nó là DSNVC288, mua trên mạng là 25k các bạn, rất là rẻ. Mua trên Shopee các bạn nha, các bạn cứ họ tên của nó là tìm ra liền à, và chọn cái cửa hàng nào rẻ nhất, gần mình nhất để mua. Mình mua là 2 ngày là có các bạn. Bây giờ mình mở ra cho các bạn xem nha. Ở đây nó có hai cái rắc cắm. Cái rắc cắm này là đo dòng, rắc cắm này là đo vôn. Các bạn cắm như mình cắm vậy nha. Dây bự này, dây lớn này là đo dòng điện. Dây đỏ nhỏ này, vàng, đen, đỏ này là đo vôn các bạn nha. Và lắp như thế nào thì mình sẽ đưa cái sima và nó sẽ hiện lên trên màn hình để các bạn cùng theo dõi nha. Đó, điều mình muốn nói đó là cổng USB mà để các bạn sạc cho các cái thiết bị để các bạn cắm vào á. Cắm vào đấy á, là các bạn có thể thiết kế tùy mỗi người mỗi ý thích nha. Mình thì thiết kế bên hông này, có bạn thì thiết kế ở mặt trên này các bạn nha, hoặc là thiết kế bên này. Và số lượng mà cổng này có bao nhiêu là có thể tùy mỗi anh em nha. Là 1 cổng, 2 cổng, 3 cổng, 4 cổng hay là 5 cổng, 6 cổng gì là tùy anh em. Và cái đồng hồ này đo dòng tối đa là 10A, 10A các bạn nha. Khi các bạn lắp nhiều thì các bạn phải cho cái cục sạc này lớn thật lớn nha. Bởi cục sạc mà hiện tại mình đang làm là Samsung hả? Lớn nhất chỉ là 2A thôi. Các bạn có thể lắp 2 cục sạc, 3 cục sạc để do dòng sạc của nó lên tới 5A, 10A và sẵn sàng làm nhiều cái cổng sạc hơn. Đó là điều hôm nay muốn chia sẻ với anh em nha. Ôi, chúc anh em làm thành công giống như mình và có một cái tác phẩm thật là ưng ý anh em nha. Rất là ưng ý luôn nha. Xin chào tất cả các anh em, xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin anh em một like, một subscribe để ủng hộ kênh phát triển anh em nha. Mình luôn chân thành cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành lâu nay cùng với kênh của mình. Xin tạm biệt.